Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ tiếp tục work through Assassin's Creed Unity. Và đây là phần 5 nha các bạn. Đây là nhiệm vụ tiếp theo nha các bạn. Hiện tại mình đang nhận nhiệm vụ là vào bên trong cái tòa nhà đây để ám sát cái ông Silvert. Thì đây là cái nhiệm vụ chính nha các bạn, là tiếp nối theo cái nhiệm vụ phía trước. Hiện tại là mình đã bắt đầu được nãy giờ rồi, nhưng mà mình đang cố gắng tìm đường vô đây. Và hiện tại mình đã có được cái confession key, mình đã giết nó rồi, và một cái chìa khóa Notre Dame. Nhưng mình đang cố gắng tìm đường vô, nhưng mà mình cũng chưa có rõ là nó nằm ở chỗ nào. Nhưng mà đi vào ngay đường chính á, thì nó lại không có đường vô, nó lại cấm cái một cái cửa đóng. Thì khi mình trèo lên nó lại một vấn đề khác nữa, là trên đó không có cái gì hết. Và hiện tại mình đang cố gắng đi tìm đường để xem nó như thế nào. Cái cấp của mình bây giờ là Elite Recruit. Mình mới gia nhập nhưng mà mình đã vào tới mức Elite luôn rồi. Mình đang cố đi gắn cho nên một Assassin thực thụ hơn, bá đạo hơn nhiều. Chứ không có phải là mới thực tập rồi mới gia nhập mà thôi. Mình đang cố gắng đây, nhưng mà nó chỉ là dấu chấm than nó lại nằm ở phía tuốt bên trên. Chỉ là tới mấy chục mét lận, nhưng mà đang cố gắng để xem quanh đây có tìm đường nào lên không. Không biết chỗ này có lên được hay không nữa nên mình thử nha. Không được rồi. Khi mình cố gắng mình nhảy bấm X để nhảy lên thì nó lại nhảy tung ra ngoài, tức là nó không có đồng ý cho mình dèo lên ngay chỗ đó. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ nhảy lên phía trước vậy. Phía trước chắc mình nghĩ là sẽ có đường ngay chỗ này đây. Và mình nghĩ thì ngay chỗ này mình nghĩ là sẽ có, tại vì mấy khu này có nhiều chỗ bám hơn là ngay cái đường hồi nãy. Thì nó quá trơn, nó quá vậy lại quá phẳng như vậy, mình khó thế nào bám được. Tới đây là mình hết nhảy lên đường rồi hay sao ấy. Mình bấm qua nó không lên. Giờ mình nghĩ là mình nên qua trái đi, cũng gần tới rồi. Thì hình như nó nằm ở phía bên trái ngay cái tay mình luôn. Nhưng mà nó phải lên được thêm một chút nữa. Nhưng mà cứ nhảy qua, ôi ngay đây có người này, không biết có sao không ta. Có người, chúng ta phải cẩn thận. Nhưng mà ngay chỗ này mình lên được mà phải không ta. Để nhảy qua đây coi. Lên được không ta. Có sao không ta, hình như ông này ổng không có quan tâm lắm. Hình như ông thấy mình rồi hay sao, mình cũng không rõ nữa. Mình cứ lên thử đi. Ông này hình như là ông thì tu gì, mình cũng không rõ nữa, ông có phải là thầy tu hay không. Hình như vô không được, không vô không được, kỳ vậy. Để xem Eagle Vision. Mà sao nó phát sáng, rõ ràng là nó phát sáng, là với lại cái dấu chấm than nó nằm ở đây mà ta. Sao không được ta. Để mình thử cái cửa này coi, xem được không. Ủa kỳ vậy ta, 80m ở đằng kia rồi dấu chấm than, tại sao nó chỉ ngay khúc này nữa mà. Enter a restricted area. Cái đường nó nằm ngay đây mà sao mình tìm hoài không ra. Thì cánh cửa này vô được nè. À hồi nãy mình đã lấy một cái chìa khóa Notre Dame. Bây giờ nó sẽ mở được cánh cửa này, thì mình nghĩ cái chỗ khác nó sẽ có một cái chìa khóa khác ứng với cánh cửa còn lại, thì mình nghĩ là vậy. Nhưng mà cái cánh cửa này mình mở được rồi, cho nên mình sẽ không cần phải đi lấy cái cánh cửa còn lại. Sách vỡ gì đổ nát à. Ôi nó có cái cửa. Biết ngay. Mỗi lần có cái cửa hay gì đó mình nghĩ là sẽ có người đó, nào sau đó mình bấm Eagle Vision cho đảm bảo chứ ăn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành Go Stealth. Fuck you. Hồi một phát ngay cổ. Quá là chuyên nghiệp. Đâm thằng này gọi là đúng chất, đâm một phát là áo lòi luôn á. Nó đâm đúng nhẹ hèo, đâm một cái rút ra liền. Phantom Blade có khác, chém kiểu gì cũng nhờ. Thằng này giết được không ta. Hồi Mình up nguyên cái mông lên mặt nó mà nó cũng không thèm quan tâm. Đàn cứ như đúng rồi, éo quan tâm. Mà mình cũng không biết thằng này, có đường đi dưới đây nè. Mình nghĩ là chắc một thằng nó cũng không quan trọng, nó chỉ là một người đàn nhạc thôi. Y thằng kia có một thằng. Chúng ta phải đi từ từ, cẩn thận, nếu không là nó phát hiện được chúng ta. Thôi, kẻ nó quay đầu lại bây giờ. Ê, bỏ ý định đó đi ha. Bỏ ý định đó đi, đúng rồi. Ngủ tiếp đi, ngủ đi, tới giờ đi ngủ rồi. Hình như mình nghĩ là sẽ chèo ở chỗ này. Lần kia có một cái dấu chấm than nữa, mình hay là mình chèo xuống đi ta. Mình nghĩ là mình nên chèo xuống đi hả. Nhưng mà ngay chỗ này chèo xuống chắc nhảy như là hơi bị đau á. Cao quá. Chỗ này nhảy xuống hơi còn hơi cao. Mình để coi như thế nào, hình như mình bám được mấy chỗ này không ta. Ôi Không mất máu luôn mới ghê chứ. Ôi hình như, ôi có hai thằng, không phải một thằng mà có tới hai thằng luôn. Chưa cẩn thận. Hay là mình để mình nắp ngay đây rồi mình giết từng thằng coi. Mình đang cố gắng stealth hết cỡ rồi, nhưng mà lại nó như thế nào. Đổi cover đi.
Chắc đưa mình chạy ra đây. Tiếp gần gần này hơn. Đâm. Ủa sao không có nút đâm ta? Kiểu như phóng ra để đâm thằng này á. Ủa giờ nó phát hiện ra mình rồi. Chém nó luôn cho tiện. Đúng là nhiều lúc mình muốn stealth mà stealth không được. So, kiểu như trình độ kỹ năng không có đủ để stealth lắm. Trước giờ toàn Rambo riết quen. Giờ cố gắng mà cũng không xong nữa. Ui, nó đâm. Còn ở mày, what the fuck. Ui, này chém quá dữ. Ôi, gần hết máu luôn. Ôi, nó cứa cổ kinh thiệt. Đúng là dân Assassin nhiều đòn thì nó ghê mà nó. Nó không thể tin tưởng được. Không thể tưởng tượng được luôn á. Cái thằng này nó nhìn vậy mà không có tiền. Có 6F mà sao đủ mua đồ ấy. Ngủ tiếp đi. Sợ tí thôi mà, có gì đâu. Hình như cái mục tiêu nó đang di chuyển hay sao? Ờ, sao mình vô đây được nè? Mình vô đây cái phòng này được nè. Hình như cái mục tiêu nó đang di chuyển hay sao? Cái chỗ mét nó lại càng ngày tiến lại gần như chỗ mình á. Ê chết mẹ, hình như nó di chuyển thiệt rồi. Chắc mình đi vô đi. Nó di chuyển thiệt á. Có nghĩa là mình nghĩ là nó đang đi tới chỗ này hay sao á. Thôi, cái bên phòng bên kia không được rồi. Mình chắc mình trốn đợi vô đây đi. Assassinate. Và ám sát cái ông này cho bằng được. Thì hình như ông nó đang tới chỗ mình sẽ cố gắng để xem như thế nào. Để ông nó có đi qua thì mình giết cái thằng đằng sau trước. Rồi mình sẽ đâm ông này từ phía đằng sau. Ôi, ông dừng. Ôi, ông đi vô. Ôi, ông. Ôi, hên quá. Đúng rồi, ông đi vô cái buồng kế bên chứ phải là buồng của mình. Bấm nút vuông. Ôi. Vừa mới bấm nút vuông nó giết ổng xuyên qua từ phòng bên này sang phòng bên nọ luôn. Wait here. See that we're not disturbed. See there. Monsieur Latouche. I'm here to see the king of beggars. Come with me. The intrigues of rats. Pompous fool, if I could lay my hands on him. Well, what's so important you had to pull me away from my daughter's? You're right, monsieur. Too much of the king's champagne. Silvert, come away! Và bây giờ chúng ta đã giết xong rồi, chúng ta sẽ làm gì nữa đây? Trong phòng này tiếp ha. You must escape the area. Alarm bell in this area. Trong chỗ này nó có cái alarm bell nhưng mà mình ở đằng hình như bên phía bên trái mình à. Nhưng mà nó sao á, ngay chỗ này dân chúng nó nhìn rõ ràng quá. Mình nghĩ là mình thoát ra trước đi rồi tính. Có hai thằng ở đây chắc mình lẻn qua được mà, không sao. Ok, mình lâu lẻn qua rồi. Bên đây có ai không? Ôi. Nó nghi ngờ, nó phát hiện cái chỗ của mình rồi, để mình xem như thế nào. Có mình nghĩ là chắc mình nên rút kiếm ra là vừa. Ôi, mình tính đánh stand cái thằng này nhưng mà tụi này nó phát hiện ra mình. Vãi. Ôi đông thế. Smoke bomb chạy đi cho ra đảm bảo. Mình hết đường chạy rồi, hết đường về. Ui, thằng này đúng rồi, thằng này có đường. Hên quá, vừa ra ngay cổng. Ui. Cái gì vậy? Sao đông quá vậy, đông quá vậy? Ôi, một cái nồi luôn. Smoke bomb. Fuck you. Ôi, mình vừa nó chạy ra một đống. Tụi nó đông gì đâu. Nghĩa là chắc tụi nó bị mình lừa rồi. Tụi nó còn nguyên một đống đằng kia. Mình không nên chạy ngay khúc này tại tụi nó đang nghi ngờ mình ở khúc kia. Mà mình nó yêu cầu mình phải cẩn danh nhưng mà mình cứ như vậy ơi lại bị nghi ngờ nữa. Ôi cái gì vậy? Ôi sao tụi nó mất tích rồi, xong cái hết mission luôn, hết memory ha rồi. Hay quá. I'm here, Bishop. That's a server sweep. Abstergo's looking for you. And they're close. Damn it. Can you open a server bridge? Hey, come on, it's me. Already on it. Couple of seconds. Initiate. We're opening a server bridge. Find the portal and pass through before the sweep finds you. Got it. Go. Do you see it? They're hard to miss. Jumping from one Helix server to another should buy you a few more hours. If it doesn't, we're screwed. Well, we're not screwed. It's your initiate that gets the brunt. Deacon, you're not helping.
Hiện tại là mình vừa mới hết cái memory 2 thì bây giờ mình đã chuyển sang memory 3 rồi. Thì bây giờ mình đang ở chạy ngoài đường. Nó yêu cầu mình phải tới cái portal, cái cổng không gian nào đó. Cái gì vậy? Ôi, oh, what the fuck? Cái gì trên bầu trời à? Nhìn nó giống như cái gì á, mình cũng chả biết nữa. Nhưng mà kiểu như nó đang hồi nhìn cái bức tường kìa. Cái chữ nó cứ phóng to rồi thu nhỏ, phóng to rồi thu nhỏ. Hình như có vấn đề gì đây, kiểu như bên của Abstergo hay cái bọn gì mà đang giúp đỡ mình á, gặp lỗi. Cầu mình như phải nhảy vào đúng không? Có cách nào? À, mình nghĩ là chắc phải chạy lên cái chỗ cao nhất á để nhảy vào cái khu đó thôi. Đúng rồi, lên đây nè. Chuẩn bị nhảy. 1 2 3 vô. Quá hay. The signal's holding. Good. You're waiting outside the main simulation now. Và bây giờ cái cổng nó đã dẫn mình ở một cái nơi nào đó mình thật sự là cũng chả biết nữa. Nhưng mà có vẻ là nơi này nó đẹp hơn cái nơi hồi nãy, nhìn nó cũng thú vị hơn. Đèn đuốc này nọ nhìn nó cũng rõ ràng hơn. Nhìn nó sống động hơn, cái kiểu như sinh động hơn cái thành phố cũ. Thành phố cũ thì nó cũng có nhưng mà nó kiểu như nó lạc hậu một tí, nhìn nó không có bắt mắt cho lắm. Đây là như thành phố cũng là thành phố Paris nhưng mà hình như những cái năm 1898 mình cũng những năm hiện đại rồi. Cho nên nó đẹp hơn cũng là một chuyện bình thường. Còn cái năm của mình hình như là ngàn mấy, ngàn một, 1300 hay là 1700 gì đó mình cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng mà nó nằm trong khoảng thời gian của cách mạng Pháp. Và nhiệm vụ của mình bây giờ là phải đi tìm cái lối thoát ở dưới lòng đất. Chuyện gì đang xảy ra? You need gì vậy? Oh, what the fuck? Chúng ta tìm ra rồi nhưng mà nó đang ở đâu vậy? Phải là đi qua ngay chỗ này không? Enter the underground metro station. Ôi, nó mất máu. Đúng rồi, chúng ta không thể nào đi. Đúng rồi. Có cái hầm ở đây. Metro station. Cái hầm metro ở đây. Tức là nãy giờ nó kêu mình đi xuống cái hầm ở chỗ này thì mới phải thoát ra được cái chỗ nãy. Nếu không mình chạy ra ngoài mình sẽ mất máu như hồi nãy, mất nhiều quá. Read the metro network access. Metro network access nó nằm ở đâu ta? Thì chúng ta lên đây đi. Con nào lên chúng ta? Rồi cứ lên trước đi rồi tính trong đây nó có cái gì mình sẽ tìm hiểu sau vậy. Nhưng mà có nghĩa là mình nghĩ là nơi đây là đường gì có đường xuống nữa. Nhưng mà ngay đây nó có cái cửa nó chặn rồi nên mình không có đi được nữa rồi. Có đường xuống nhưng mà nó cũng chặn luôn rồi. Hình như cái ghế ngay đây chặn có mục đích rồi. Mình nghĩ là mình phải quẹo phải thôi chứ sao giờ. Đằng đây có một cái đường đi nữa nè. Mà đúng chắc bắt đầu rồi luôn. Ok, chúng ta đã đi tới đây rồi. Gần tới rồi nhá. Đang ở đâu đây? Ôi, nhảy xuống à. Đúng rồi, nhảy qua rồi. Giờ mình cứ tưởng nó gì gây gớm lắm chứ. Mà để coi bên đây nó có... tàu lửa. Khu này cũng có tàu lửa đó sao? Mình có nên chạy qua chỗ này có tàu lửa không ta? Cái cửa này bị khóa rồi, mình không có đi được. Ôi, hình... cái cửa này mở nè. Cái kinh nghiệm mà mình đúc kết được sau nãy giờ mình chạy đi tìm á, là cứ thấy chỗ nào mà có ánh sáng là chạy tới. Giống như ngày có cái cầu thang á, là nó cũng có ánh sáng, mình cứ chạy tới chỗ có ánh sáng là ok, là nó dẫn đường cho mình đi. Kiểu như nó nhắc khéo mình đường đi vậy. Mà để xem, ngay chỗ này có đường lên không ta? Rồi tới đây là làm gì nữa? Đúng rồi, ngay chỗ này có đường lên nè, chúng ta phải đi lên trên chỗ này. Đúng rồi, đây có cái cửa đó nè. Tiếng xe lửa, đúng dữ luôn ha. Nhìn đã thế. Rồi qua đây có gì không ta? Là xe lửa, có khi này chúng ta nên nhảy xuống cái nóc đầu xe lửa không ta? Mình nghĩ là vậy, nó có cái đường dẫn ra ngoài nè. Mình phải đua lên mấy sợi dây này chứ. Để lên tóc tàu xe lửa sao mình thấm được. Nghe đây nó có cái đường cửa nữa. Ủa, nó làm mình bất ngờ đến hết bất ngờ này đến bất ngờ nọ. Nhiều lúc mình cứ tưởng là mình phải đi đường kia nhưng mà rốt cuộc là nó lại dẫn mình đi đường khác, ngầm ngay cả trước mặt mình luôn mà mình. Nhiều lúc mình không để ý, mình cũng không thấy nữa. Mình cứ tưởng là cái gì phải đi trước mặt thôi chứ mình cũng không nhìn xung quanh như thế này. Read the major network access. Nãy giờ mình đi nãy giờ mình cũng chưa thấy được cái chỗ access nó nằm đâu. Free running toward a low object. Ok. Ôi, cái gì vậy? What the fuck? Holy shit.
Thôi chạy 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 nhanh 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 tàu lửa nó cán chết vợ đi rồi. What the fuck? Thôi số gì nhỏ thì vừa mới nhảy xuống là bị tàu lửa hỏi thăm rồi, hỏi liền. Ô, mấy mà ăn nguyên cái mặt tàu lửa vào giữa mặt là hạnh phúc cái tết luôn đấy. Giờ sao nữa đây? Có đường nào đi không ta? Ý có ánh sáng nè, mình nghĩ là chắc có đường lên như chỗ này. Để coi. Ôi, cái chỗ này ngộ ha. Cứ mỗi lần cắt một cái là nó dẫn mình lên cái nóc. Ôi. Và bây giờ mình lại có thêm một cái nhiệm vụ mới là escape through the portal. Là mình phải tự nhiên là thoát ra khỏi cái cổng này. Ủa sao nó mất máu vậy? What the fuck? Ủa nó mất máu rồi. Stay behind cover to avoid being hit. Chúng ta phải nấp đằng sau mấy cái cover để tránh bị mất máu bởi mấy cái trận gió cuồng phong như thế này. Và là nãy mình không để ý, mình cứ chạy một mạch vậy. Gió thổi đến nhìn muốn mém chết luôn. Hiện tại là mình đang né đằng sau, mình nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, không mất máu đâu ha. Đợi khi nào nó hết gió rồi mình sẽ nhảy lên. Chạy qua đây tìm một cái cover mới. Gió thổi liên tục như thế này thật là khó chịu. Mà sao nó cuốn dữ vậy ta? Nó đâu ra là gió, đâu ra mà kinh thế. Gió này gió cứ như là gió gì chứ phải gió thường rồi chứ. Gió gì mà kinh như vậy. Thổi bay cái đồ đạc rồi. Đồ gỗ đá quá trời luôn. What the fuck? Mà đâu ra gỗ đá rồi này nọ nó bay dữ vậy. Nó cuốn nguyên căn nhà sao mình cũng không rõ. Eagle Vision để xem mình cái nước đi đâu. Chứ ở đây mình thấy là đường, bích đường rồi. Đi coi đây mình đi đâu. Bích đường rồi. Đường đó là phải chạy vô cái chỗ. Ui, cái này nó có gì chớp sáng trên đây nè. Chớp sáng trên chỗ đó. Thấy cái cửa nó chớp sáng. Mình nghĩ chắc mình phải nhảy lên cái thang này để mình nhảy lên cái chỗ chớp sáng đó. Mình nghĩ là vậy, chắc là vậy. Chắc nhảy được phải không? Mình cũng không rõ nên mình phải cố thử. Đúng rồi, nhảy lên đường. Mình nghĩ là chắc mình phải lên đây thôi. Đúng rồi, trên đây có đường nữa các bạn. Thì mình đang cố gắng đi chạy lên như thế nào. Mình cứ tưởng là phải chạy đi đâu, hướng nào ấy chứ. Chứ chạy lên đây thì mình không ngờ là phải chạy cái cục đó nữa. Lên, nhanh lên. Và những chỗ này mình lên, cái nó lại thảy mà ra, tức là nó hình như lên không được hay sao đó ta. Chỗ này nó bị chặn rồi, không có lên được nữa. Ngay đây nó có một chỗ nhảy, ngay đây mình sẽ phải nhảy qua bên kia để lên. Thì ra là vậy, mình cứ tưởng là phải nhảy nó bám lên trên này, leo từ từ lên. Bằng cái miếng kia, mình phải nhảy qua từ từ những chỗ này. Game này có những cái chỉ dẫn rất là cụ thể và rõ ràng, với những cái kiểu như nhắc khéo bằng cách là làm tô màu đậm ở chỗ đường đi mình nên đi như thế này cũng rất là hay. Và có nhiều lúc là nổi vàng lên như thế này nó dễ hình dung hơn. Mình chả hiểu cái vấn đề cái thành phố trong đây nó đang bị vấn đề gì nữa, nhưng mà mình nghĩ là mình thoát khỏi cái portal rồi. Oh what the fuck, vừa mới thoát ra khỏi là nó bắn pháo hoa là gì. Ủa sao không có bị gió này nọ nữa ta, kỳ vậy ta. Là mình vừa mới hoàn thành xong được cái server bridge luôn. Memory complete. Mình vừa mới hoàn thành cái memory xong, mình nghĩ là chắc sắp tới nó sẽ chuyển mình sang kêu xong cái chapter thứ 2 hoặc gì đó. Thì như trong game này có tới cả chục chapter, 12 cái chapter là như mình nghĩ là vậy. Mình cũng chưa rõ nhưng mà để xem sao. One of our initiates is caught in a Bellapox server right now. If you're not too exhausted, you can re-enter the bridge and rescue him. All right, back to work, initiate. Và hiện tại tới đây là hết tập 5 rồi các bạn. Mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể với tập 6.